Sáng ngày 21 tháng 2, Công an huyện Dương Minh Châu tống đạt quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Hữu Thủy vì hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật về dịch bệnh corona trên mạng xã hội. Trước đó, vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, Công an huyện Dương Minh Châu phát hiện tài khoản Facebook Thủy Nguyễn, tên thật là Nguyễn Hữu Thủy, sinh năm 1994, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Trung Mít, huyện Dương Minh Châu, cung cấp nội dung sai sự thật về dịch bệnh corona, đăng tải trên Facebook Thủy Nguyễn với nội dung: nghe nói Tây Ninh có người bên China với bên Campuchia về bị nhiễm virus corona, nguy hiểm quá, trốn thôi anh em ơi, corona tới. Tiến hành xác minh và xác định những thông tin mà tài khoản Thủy Nguyễn đã đăng trên Facebook là sai sự thật. Công an huyện Dương Minh Châu tiến hành mời Nguyễn Hữu Thủy đến trụ sở công an xã Trung Mít làm việc. Tại đây, Thủy thừa nhận việc đăng tải thông tin nói trên là sai, nên đã gỡ bỏ thông tin, cải chính và xin lỗi mọi người trên trang cá nhân của mình.